Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin quan chức biến thái hãm hiếp nhân viên đến ngày đền tội. Chưa có chính quyền nào mà tốn nhiều tiền bạc để dạy đạo đức cho đảng viên nhiều như Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã 20 năm kể từ khi ông Đức Mạnh phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Người ta không biết đã có bao nhiêu tỷ đô la đổ vào công việc vô bổ này, nhưng rồi đạo đức của quan chức Đảng Cộng sản ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Đã là đạo đức thì đó là chuẩn mực chung chứ chẳng của riêng ai cả. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản vẫn cứ xem như đạo đức là một tài sản riêng của ông Hồ Chí Minh và đổ không biết bao nhiêu tiền thuế của dân để tổ chức dạy và học loại đạo đức này. Ông Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng như là một tượng đài và tuyên truyền ông này như thần, như thánh. Tuy nhiên, đạo đức thật của ông Hồ Chí Minh là gì thì đó vẫn là một câu hỏi to tướng. Nếu là bậc thánh nhân thì tại sao đảng viên càng học lại càng kém đạo đức đi? Chuyện quan chức ăn cắp tài sản nhà nước, ăn cắp tiền thuế của dân không thể được xem là hành vi đạo đức được. Nó chính là hành vi vô đạo đức. Nói về quan chức cộng sản thì có thể nói không ai biết làm giàu bất chính bằng cách tham ô. Nhưng ai cuối cùng cũng tham ô lớn, nhỏ tham ô nhỏ, và họ tìm đủ mọi cách để ăn cắp tiền công quỹ. Vì vậy, nói đến từ đạo đức là nói đến món hàng xa xỉ mà Đảng Cộng sản không bao giờ có được. Tham lam dẫn đến tham ô thì có nhiều tiền quá không biết dùng một việc gì thì sinh ra gái vú trụy lạc. Nói chung, ngoài tham ô, các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam còn có rất nhiều thói vô đạo đức khác mà không thể kể ra hết. Ngày nay, tìm một ông quan có đạo đức trong cái chế độ thối nát này là cực kỳ khó khăn. Đây là hình ảnh quan chức biến thái vô đạo đức. Vào ngày 6 tháng 8, trên các trang báo nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam có loan tin rằng ông Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên bị tố sàm sỡ nữ nhân viên. Đành là một hành động đồi bại, chắc là ông Phó Giám đốc này đã nhiều lần học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không biết tấm gương của ông Hồ đã soi rọi như thế nào mà cuối cùng người đảng viên này đã hành động bệnh hoạn như thế, xã hội không thể chấp nhận được. Chế độ thối nát ngang bằng với thời kỳ đen tối nhất của đất nước. Và xã hội phong kiến Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm, thời kỳ kinh hoàng nhất là thời kỳ vua quan khinh thường dân. Tham ô, chèn ép dân, vua quan thì hoan dâm vô độ, làm cho nhân dân oán thán. Nhìn lại xã hội Việt Nam hiện nay không khác gì thời kỳ đó. Người dân vô cùng cực khổ và bị ức hiếp trăm bề. Đầu tháng 8, một nữ nhân viên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nộp đơn tố cáo ông Đào Duy Anh, Phó Giám đốc Sở đã hãm hiếp cô ta tại phòng làm việc ở cơ quan. Ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư tỉnh Thái Nguyên cho biết Ủy ban đã tiếp nhận đơn kiện mặc dù ngày 4 tháng 8 cô này đã rút đơn. Không biết cô này có bị áp lực ngầm gì hay không mà đã rút đơn kiện như vậy. Tuy nhiên, ly nước đã đổ ra đất thì không thể hốt lại được. Vụ việc đổ bể và báo chí vào cuộc. Đây là hình ảnh yêu dâu xanh Đào Duy Anh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào ngày 5 tháng 8, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết tỉnh ủy đã tiếp nhận báo cáo liên quan đến đạo đức lối sống của một Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, đã giao cho Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ để xử lý theo quy định. Đơn tố cáo ghi rằng chiều ngày 3 tháng 8, ông Đào Duy Anh, 40 tuổi, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã có hành vi không đúng chuẩn mực với một nữ nhân viên dưới quyền. Sự việc diễn ra ngay trong phòng làm việc của ông khiến nữ nhân viên hoảng hốt tìm cách bỏ chạy ra ngoài. Chiều cùng ngày, nữ nhân viên này đã có đơn trình báo gửi đến cơ quan công an. Ông Đào Duy Anh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 với thời hạn 5 năm. Ông này là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên quản lý. Và công an đã vào cuộc để điều tra vụ này. Cũng theo báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam thông báo, vụ việc được công an Thái Nguyên vào cuộc điều tra ngay. Ngay sau đó, cơ quan công an tỉnh đã chính thức thông tin vụ việc một nữ cán bộ trình báo bị ông Đào Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên xâm phạm nhân phẩm danh dự ngay tại cơ quan. Theo kết quả điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết
Khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 8, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhận đơn trình báo và đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can là cán bộ của Sở Khoa học Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Trong đơn, chị T đã trình bày vụ việc bị ông Đào Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên có hành vi xâm phạm nhân phẩm danh dự và đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Thái Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông A về hành vi nêu trên. Sau khi tiếp nhận đơn của chị, nhân viên này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh theo quy định. Tuy nhiên, đến 14 giờ 30 ngày 4 tháng 5, chị T đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thái Nguyên nộp đơn xin rút yêu cầu khởi tố. Công an tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo thường trực tỉnh ủy Thái Nguyên vụ việc này và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đây là hình ảnh công an đã vào cuộc. Theo báo cáo từ cơ quan công an, vụ việc xảy ra chiều ngày 3 tháng 8, chị T được gọi sang phòng làm việc của ông Đào Duy Anh để làm tài liệu, nhưng sau đó ông Anh có một số hành động không đúng chuẩn mực. Sự việc diễn ra trong thời gian rất ngắn, chị T đã phản ứng và tìm cách bỏ chạy ra bên ngoài. Liên quan đến vụ việc này, trong ngày 5 tháng 8, tỉnh Thái Nguyên đã giao cho Ủy ban Kiểm tra tỉnh Thái Nguyên phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý kịp thời theo đúng quy định kỷ luật đảng và pháp luật của nhà nước. Ông Đào Duy Anh được đánh giá là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm ở nhiều vị trí công tác. Trước khi xảy ra hành động đồi bại này thì ông ta vẫn là một cán bộ có đạo đức tốt. Ở đất nước này, quyền lực đủ mạnh thì có thể làm những điều trái pháp luật vẫn không ai dám làm gì. Tuy nhiên, có vẻ như ông Đào Duy Anh đã nhầm lẫn rằng sức mạnh chính trị của ông đủ để ông muốn làm gì thì làm và không phải trả giá. Chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đều là môi trường nhớp nhúa, đấu đá khốc liệt và họ không từ bất kỳ cơ hội nào, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để có miễn sao hạ được đối thủ, đạt được mục đích. Và rõ ràng vị cán bộ Đảng Cộng sản này đã đến lúc phải đền tội. Ông Đào Duy Anh là đảng viên, theo nguyên tắc cơ quan đảng ủy quản lý ông này phải cách chức, sau đó khai trừ ra khỏi đảng thì công an mới có thể bắt giam được. Vào ngày 13 tháng 8, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Việt Hùng đã ký quyết định số 2642 về việc thi hành kỷ luật đối với ông Đào Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng hình thức cách chức vụ Phó Giám đốc Sở. Trước đó, vào ngày 11 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Thái Nguyên đã họp xem xét quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với ông Đào Duy Anh, đảng viên chi bộ 3 thuộc Đảng Bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên bằng hình thức cảnh cáo do đã vi phạm quy chế văn hóa công sở và quy định về trách nhiệm nêu gương, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đây là hình ảnh đã bị cách chức. Ông Đào Duy Anh sinh năm 1981, từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên từ tháng 10 năm 2020. Láng đi ra, ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư tỉnh thực hiện kỷ luật, tuy nhiên người làm chuyện này lại là ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng. Dường như ông Bí thư tỉnh đang né xử lý. Phe cánh đấu đá lẫn nhau, phe ta thì né, còn phe địch thì tấn công. Qua vụ việc này, ta thấy thế lực ủng hộ Đào Duy Anh không mạnh lắm, còn thế lực đỡ đầu cho Đào Duy Anh là ai thì chắc không thể khó nhận ra được. Và cuối cùng, kinh phí hàng ngàn tỷ đồng để học tập tấm gương Hồ Chí Minh cũng đổ ra sông đa biển với những đảng viên như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin quan chức biến thái hãm hiếp nhân viên đến ngày đền tội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất, trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.